Đây, 20 tháng 10 đây Của nha. tao đâu? Cái bán cho anh cái này đi. Bán thêm một cái này đi. Tặng cho vợ nhá chứ. Đã, bán cái lấy rồi. Tặng cho vợ nhá. Mày bán cái đó hả? Được. 20 tháng 10 phải tặng cho vợ chứ. 20 tháng 10 ai bảo ngày phụ nữ tặng cho vợ là tặng cho ai? Thì vợ là phụ nữ đấy. Thì đúng rồi. Mày trong này sao không mua này? Hả? Sao không mua này? Cái này 15 nghìn, giá mày 200 mày mua cái này 15 nghìn để tặng đi nè. Chết đi. Cái này về tặng vợ thôi. Hả? Phải đem. Mai là 20 tháng 10 rồi nha, tặng vợ. 80 này. 80 một bó đây. Cái này đẹp nè. Mấy bông mà đẹp hơn. Nhờ. Có thêm 100 lần thắng đâu. À, mày xem mặt nó có vui nào. Thôi để về, để về. Tặng người yêu vợ. Đấy, bó này về tặng cho vợ này. Tháng 10. Tao tính là tao sẽ hỏi mày, hỏi một bông bao nhiêu mày mua tao vài bông. Tặng cho vợ nha. Đây, cái này. Cái này có một cái hoa hướng dương. Đây, hoa hướng dương. Mày bảo lấy tí về tao trả cho 100 nghìn được chưa? Ra mua. Nhiều với nhẹ cái này tặng người yêu là được. Ra mày không nên mua mấy cái này, tôi nói thật. Anh nhớ nhở? Thằng này mấy cái bỏ không mấy trăm nghìn, tuổi gì khổ ghê á. Không, ý tao bảo là mày mua cái bó kia. Cái bó nó bó lại. 200 được rồi cô. Ừ, không cần cái gì về 200 được đéo đủ tài cho hai thằng. Không có trăm tầm 150 200 à? 150 200 á, có cứt. Đủ. Thôi cầm về để đi. Đưa cho tao luôn nha. Tao mua thật chứ không mua giả đâu cô. Ừ. Anh nghĩ ông mua tặng vợ à? Đi. Đi mẹ. Tuấn cầm về anh luôn. Tặng anh cho trực luôn. 20 tháng 10 mà. Cầm chứ. Tao cầm về cho mày là sao đấy? Mày tặng gì mà? Điên này. Tặng gì tặng mừng mày phải tặng chứ. Cho tao cầm về cho sao là sao mày? Đi. Cầm luôn đi. Này. Cầm cái này cho tao luôn đi. Cầm từ từ nhá, dọc hết khoai ấy. Hoa sao nhiều thế? À, tặng 4 cái, mày tặng mờ tặng gì? Tao tao tặng mờ tặng gì luôn. Mày ơi. Ủa, mày lồng luôn.